Hello anh chị bạn, buổi sáng vui vẻ nha. Trời, chấn động anh chị bạn, chấn động luôn. Trời ơi, hồi tối ai chia sẻ cái clip mà chị Tiên á, chị live stream đó. Trời, chị bán giấy vệ sinh đó anh chị bạn. Trời ơi, ta nói xúc tích. Trời ơi, cái like quá trời người coi anh chị bạn. Mà em tưởng comment khen không, em cố gắng em ngồi em đọc. Trời ơi, ai về người ta cứu chữa vậy nè anh chị bạn. ML, 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 SL, ML, ML, SL. Trời ơi, thì ra là ML mà giống như là người ta nói thường, người ta thường chúng ta mà thường mà hay dịch đó, mà chúng ta hay dịch là mặt L đó anh chị bạn, mà SL là xào L đó anh chị bạn. Trời căng thẳng ha. Trời trời, toàn là comment chữ vậy không mà nhìn như tưởng khen ai à, về nếu như mà ta nói mà theo giang hồ đồn đó là chửi không đó. Trời thấy mặt chị không không đọc được nổi comment luôn chị bạn. Trời không đọc nổi comment luôn, chỗ mặt đơ đơ như cơ luôn chị bạn. Đơ, nói chung đơ nha, phải công nhận người tối là bị đơ luôn. Trời, người nổi tiếng bán giấy vệ sinh đó, giấy vệ sinh lau sạch, nhưng mà chắc em nghĩ là lau cái gì lau chứ không mình nói thường anh chị bạn. Giấy có thể lau sạch những cái vết bẩn vết bụi đồ, nhưng mà không bao giờ lau sạch cái tâm nha anh chị bạn. Cái tâm đó, cái tâm anh chị bạn. Bởi vì ta nói mình ở đời mình có, mình nói mình có thôi. Tụi nó hay nói em nổi, nhưng mà em không có nổi anh chị bạn. Em không bao giờ mà phát thiếu mà nó phát đủ anh chị bạn. Phát thiếu nói chung trời cũng là ấy đó. Bởi vậy bữa chị đừng phát thiếu đi, là chị thành bà tiên rồi, là ta vô người ta ủng hộ, ta kêu gì nè, mặt xinh mặt xinh, mặt đẹp chứ đâu phải là ML mặt L đâu. Trời mặt cỡ anh chị bạn. Như em đọc quá sợ sang chấn tâm lý vậy nè, sợ sang chấn tâm lý, lo lắm, lo cho người nổi tiếng, lo cho người nổi tiếng. Trời, cái đợt lũ đó anh chị bạn biết không, mùa miền Trung, mùa lũ miền Trung năm mấy á. Trời ơi, chị Tiên giấu chồng lội lũ đó, lội lũ cứu dân, lội 5-6 ngày đó anh chị bạn, giấu chồng luôn mà. Trời, lúc đó sợ anh Vinh biết đi chung, ai biết đâu, là có ekip đầy đủ. Trời, lo lấy áo phao, lo thích ngồi nữa, có em có coi. Mà công nhận là phát thiếu nha, phát thiếu anh chị bạn ơi, phát thiếu. Nhưng mà chị Tiên tự nhận luôn phát thiếu. Bởi vậy mà nhiều khi á, chị Tiên thông cảm nha, khán giả không thể nào chấp nhận nổi đâu. Mình người nổi tiếng mà mình nhận tiền mạnh thường quân mà mình phát thiếu. Cho nên bây giờ dù cho mặt chị Tiên có đẹp đi, nhưng mà như người ta, người ta như em nè, em nhìn vô là thấy cái tâm chị là nó ấy rồi, là phát thiếu là ấy rồi. Với em mà ta nói rồi, một lần bất trung trăm lần bất dung, mình gian từ trong tâm mình gian ra vào, nhìn nhìn mặt mình nhiều khi người ta, chị thông cảm nha, khán giả Việt Nam người ta khó khó chấp nhận. Còn những người yêu thích chị thì cứ yêu thích. Nhưng mà nói mà nổ á, không có ai mà ta nói thiệt, không ai mà qua người nổi tiếng của mấy anh chị nè, thấy không, cho kiến ăn sáng sáng ăn chay, tối ăn thịt nướng chẳng hạn nè, thấy không. Rồi người ta mà hỏi mình ăn chay nè, mình nói là mình ăn chay hồi nào đâu, thấy không, nổ xạo đồ đó. Với lại vậy nè, nhà mình nuôi yến là không phải là mình giúp con yến đâu, là mình á, mình mua cái máy về, mình làm ra cái tiếng nhân tạo, mình thu hút nó đến đó, nó tưởng cái tổ của nó sinh sôi nảy nở, rồi mình lấy cái tổ của nó mình ăn. Cho nên không phải là việc thiện đâu. Còn như em lên mạng em chơi với mấy anh chị em bạn của em chứ tâm em thiện lắm. Một, em đâu có dụ dỗ ai, em không có bán giấy chùi, bán giấy bán khăn khăn gì đó, khăn từ thiện chùi, mấy anh chị nói khăn chùi lờ, thì giống như hồi tối mấy anh chị comment mặt lờ đồ. Trời, nghe xúc động chị. Mặt lờ là cái mặt là sao ta, nói chứ lát ta nói cũng phải hỏi như anh chị mà thân quen với em, mặt lờ nó như thế nào. Mà tối chị Tiên, chị Tiên đó, chị Tiên của mấy anh chị mà ta nói thần tượng mà lội lũ cứu dân đó, chị Tiên, trời thấy thương anh chị bạn. Comment quá trời mà tưởng thí dụ như khen chị Tiên xinh đẹp, không phải, chữ ML SL được không, quá trời quá đất. Đau lòng thì anh chị bạn à, đau lòng nha, chúc anh chị bạn ngày mới vui vẻ nha. Không, đau lòng cho cái những người mà thương chị Tiên thôi. Còn em hả, vui vẻ hết, vui vẻ không vào nha, vui vẻ nha anh chị bạn, vui vẻ nha.